Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Nếu quý vị yêu thương Như, nhớ để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho Như nghe. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này là Như được anh Hồng ở Thủ Đức, ảnh gửi lại cho Như. Anh Hồng ảnh kể, trong một lần ảnh đi nhậu, ảnh có quen biết được với chú này. Chú tên là chú Trí. Hồi trước, chú Trí đã từng làm cái nghề là chú canh gác ở ngay tại khu vực của đường giao lộ của mình với một cái đường ray xe lửa. Mỗi lần mà có xe lửa chạy qua thì chú sẽ lại chú hạ cái thanh gác xuống, cái thanh chắn xuống để cho mọi người đừng có qua đường nữa, để đảm bảo an toàn. Đó là công việc của chú Trí hen. Hiện tại thì chú Trí đã nghỉ hưu rồi, mà chú kể lại một kỷ niệm. Hồi đó chú làm, chú có gặp một cái hiện tượng ma như thế này. Chú nhớ tầm khoảng 3 giờ mấy ngày hôm đó, có một đoàn tàu hỏa đang chạy tới. Khi mà nhận được tín hiệu, chú Trí với một người nữa là hai người ở hai đầu mới đi ra, sau đó hạ cái thanh chắn xuống. Khi mà hạ thanh chắn xuống, người ta xe cộ biết là sắp có tàu hỏa chạy tới nên người ta cũng dừng lại luôn. Mặc dù khi chú đã hạ cái thanh chắn xuống rồi, nhiều người đã dừng xe lại ở trước cái thanh chắn đó rồi. Nhưng mà có một cái cặp trai gái trẻ, hai người này là cái đầu không đội nón bảo hiểm nữa. Nhìn cái style mặc đồ có vẻ là không phải là thanh niên nghiêm túc lắm hen. Hai người tầm khoảng 18-19 tuổi mới lách vòng qua. Cái thanh chắn là đã che hết con đường rồi, mà hai người này không biết gấp gáp cái gì đó, mới lách vòng qua cái đường ở đầu mé thanh chắn, rồi sau đó luồn qua, chạy tới ngay chỗ cái đường ray. Khi mà hai người đó leo chiếc xe đường ray á, chú Trí thấy rõ ràng là cái chiếc tàu hỏa đang chạy ào ào tới luôn. Người mà lái tàu, người ta cũng nhìn thấy là có hai người này, tại sao lại băng qua đường như vậy. Người lái tàu cũng bóp kẹn in ỏi hết trơn à. Còn chú Trí với người đồng nghiệp của mình cũng lên tiếng kêu hai cái người đó quay lại đi. Nhưng mà hai cái người thanh niên đó cứ cười nói, sau đó chạy băng qua. Khi mà chiếc xe của cặp thanh niên này nằm gọn ở trên đường ray xe lửa, ngay cái lúc đó xe lửa đang ào chạy tới, mà vận tốc đó người ta đâu có thắng được đâu. Ở đây tất cả mọi người đều chứng kiến và trố mắt trước cái vụ tai nạn là chiếc tàu hỏa kia đã đụng phải hai cái người thanh niên này. Cả chiếc xe và thi thể của hai người thanh niên này bị kéo lê một đoạn rất là dài, khoảng hơn 200 mét. Thì khi đó là cái chiếc tàu hỏa vẫn chưa dừng lại, còn chạy thêm một đoạn nữa, sau đó mới từ từ là dừng hẳn lại được. Sau khi mà vụ tai nạn nó xảy ra, công an người ta cũng xuống điều tra. Rồi chú Trí với lại là thêm cái người kia làm ở cái chỗ này thì cũng có dính dáng tới cái vụ tai nạn đó. Nhưng mà tất cả mọi người đều chứng kiến là do hai cái người này cố ý muốn băng qua đường ray cái lúc mà tàu hỏa đang tới nữa. Không biết tính chơi trò mạo hiểm hay sao á. Thấy hai người vừa đi vừa cười, thì cuối cùng cái xác của hai người là bị bét nhẹt luôn. Chú Trí cũng đi lại thì chú thấy một cánh tay của cô gái đã bị đứt lìa ra rồi. Do khi mà cái tàu lửa nó đang chạy như vậy, cánh tay của cổ đưa vô cắt đứt luôn. Rồi còn cái phần thể xác của hai người là bị be bét, bầm dập tơi tả hết. Nhìn cái xác không ra hình dạng của con người nữa. Nhiều người tới coi thấy cảnh đó ai chịu cũng không nổi trơn á, do cái phần thi thể nó bấy nhầy à, nhìn kinh dị dữ lắm. Rồi máu me thấm ở trên cái đường ray đó mà kéo dài một đoạn. Chú chứng kiến cái cảnh đó mà tới tận bây giờ chú vẫn ám ảnh và không bao giờ quên được. Sau cái ngày hôm đó là chú bị bệnh, chú nghỉ 2 ngày liên tiếp, chú có nhờ một người đồng nghiệp vô thế ca của chú. Rồi sau 2 ngày quay trở lại á, thấy là cái mặt của cái chú mà được thay thế, sao chú kia có vẻ kỳ lắm. Chú Trí mới hỏi bạn của mình, ê, ông bị sao vậy? Thì cái chú kia mới nói, ông trực thử một bữa đi, rồi ông biết à.
Người đồng nghiệp kia chỉ nói một câu úp úp mở mở như vậy thôi, chú Trí cũng chưa có biết là chuyện gì xảy ra. Ngày hôm đó chú Trí cũng vô trực. Chú trực tới tầm khoảng tối rồi á, những cái hiện tượng mới bắt đầu là xảy ra là nghe. Tự nhiên chú đang ngồi ở trong cái chỗ chú trực á, thì chú mới nghe. Ê, tàu sắp tới rồi kìa. Mới đầu chú nghe vậy á, chú tưởng là cái người đồng nghiệp của mình kêu. Mà chú quay qua thấy là người đồng nghiệp đang ngồi bên hướng bên kia, đâu có thấy là kêu mình đâu. Chú nhìn giáo giác vòng vòng mà không có ai ở đó hết trơn á. Sao tự nhiên chú nghe như vậy? Mà khi có cái thông báo là tàu hỏa sắp tới, cái chú cũng đi ra chú kiểm tra. Chú ra kiểm tra thì không có hề thấy dấu hiệu gì cả, với lại là cũng không có lệnh tàu tới nữa. Chú nghĩ là mình nghe nhầm. Khi chú cũng ngồi vậy đó, chú ngồi chú đi qua đi lại. Trong cái lúc đó, tổng cộng là có 3 lần chú lại nghe ai đó nói thì thầm vô bên tai. Ê, tàu sắp tới rồi kìa. Một lúc á, thì chú nghe giọng của con trai, rồi một lúc sau á, chú lại nghe giọng của con gái, chú nghe hoài vậy đó. Chú không biết là ai đó nói với mình, hồi đó là chú chưa có biết là mình gặp ma đâu nghe. Độ tầm khoảng 15 phút sau, chú nghe tiếng cười nói của một cái cặp tình nhân, chú đi ra thì chú thấy cách với vị trí của chú tầm khoảng 100 mét. Lúc đó là tối rồi, chú chỉ thấy cái bóng đen đen thôi của hai người, một trai một gái. Hai người đang nắm tay nhau và đi ở giữa cái đường ray luôn. Vừa đi họ nói chuyện thì thấy là họ có những cái cử chỉ thân mật như người yêu. Chú thấy như vậy chú hết hồn, chú mới ra nhắc nhở. Ê, hai đứa, không có chơi trên đường ray nghe, đi ra chỗ khác đi. Chú lên tiếng giới kêu rất là lớn mà hai cái người kia không có quan tâm chú. Họ cứ vui vẻ nói chuyện rồi những cái tiếng cười còn phát ra nữa. Chú tức cái mình quá, chú mới đi lại để nhắc nhở hai cái người đó. Nhỡ đâu mà có tàu tới đột ngột, hai người này mà không có kịp né sẽ bị giống như cái vụ tai nạn lần trước nữa làm sao. Chú Trí cũng thiệt là nhanh đi lại, thì chú vừa đi ấy cũng lên tiếng kêu nhắc giống vậy đó. Nhưng khi mà chú tới gần hai cái người kia tầm khoảng 20 mét, lập tức là hai cái bóng đó mất tiêu, bập một cái là biến mất tiêu luôn. Chú chới giới, chú cầm cái đèn lên chú lia lại mấy lần, mà xung quanh đó thì không có ai hết trơn á. Chú lúc này bắt đầu là rùng mình rồi. Thiệt là nhanh chú quay trở lại cái vị trí trực của chú. Vừa mới ngồi xuống tầm khoảng 5 phút đồng hồ thôi thì chú lại tiếp tục nghe thấy cái tiếng cười nói như lúc nãy nữa. Chú ra chú đứng mé mé chú coi. Chú lại thấy là hai cái người hồi nãy, hai cái bóng đen á, xuất hiện ở giữa cái đường ray mà họ cười nói, cái giọng của họ cười gian lắm. Chú nghe lần này chú hơi ớn rồi, nhưng mà với trách nhiệm của một người làm canh gác ở khu vực của đường ray này, chú mới đi vô chú lấy cái đèn pin, chú rọi để mà chú kiểm tra là có phải là người thiệt hay không, chứ nhỡ đâu chú đi lại á, thì họ lại biến mất nữa làm sao. Khi mà chưa có xịt cái đèn pin vô á, chú vẫn thấy là hai cái bóng đen đó đứng rất là rõ ràng, rồi họ còn cười nói quơ tay múa chân, chú còn nghe thấy cái âm thanh họ nói chuyện nữa. Nhưng mà khi chú vừa xịt cái đèn vô, chú rọi cái đèn á, ngay cái hướng của hai người đó thì chú không hề thấy gì hết. Cái ánh đèn á, nó xuyên qua cái vị trí mà hồi nãy họ đứng, chú hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng mà khi chú vừa cất cái đèn pin đi thì chú lại tiếp tục nghe thấy tiếng cười nói và họ lại đang đi dạo ở trên cái đường ray này y chang lúc nãy nữa. Chú hoảng hốt quá chú mới lia cái đèn pin lại một lần nữa. Nhưng mà ở cái lần thứ hai á, khi chú lia cái đèn pin vô á, thì họ không có biến mất đâu mà họ quay hẳn cả người lại. Cái lúc sớm chú thấy là thấy cái bóng lưng của họ thôi, nhưng bây giờ cả người của họ đã quay lại rồi. Chú nhìn thấy hai cái diện mạo này chính là cái phần thi thể bị nát bấy, máu me gì đó chảy đầy từ ở trên đầu xuống người. Cái tay của cô gái nó còn bị lìa ra nữa. Một tay của cô thì đang cầm cái phần cánh tay còn lại, cô cầm chìa ra một bên. Cả hai cặp mắt của hai người đó đều trố lên nhìn, máu chảy đầy người hết trơn à, nhìn cái cảnh kinh dị lắm. Quần áo của họ còn bị do cái đường ray nó cán qua bị quấn rồi bị xé nát cũng khá nhiều. Có những chỗ vết thương lớn ở trên chân á, chú Trí còn nhìn thấy cả xương á, nó lòi ra một cái mảng thịt lớn bị cắt, chú thấy rõ ràng thông qua đó là những cái mảng xương trắng.
Dạ, trên miệng của người con trai là máu còn ọc 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 ra, toàn là máu đen không à. Chú thấy cảnh tượng nó sợ quá, chú rớt cái đèn pin xuống. Sau khi cái đèn pin nó rớt một cái cặp xuống, là cái người đồng nghiệp bên kia mới đi qua hỏi: "Ê Trí, ông làm gì Trí?" Chú Trí ở đó tay chân run lẩy bẩy luôn. Chú cầm cái đèn, chú cố hết sức chú xịt cái đèn pin lại coi có còn thấy gì nữa hay không. Nhưng mà từ cái lúc đèn pin nó rớt xuống rồi là chú không có còn nhìn thấy gì nữa hết trơn á. Rồi chú cũng có kể lại cái sự việc đó cho cái người đồng nghiệp của mình nghe. Qua ngày hôm sau thì thêm một cái sự việc nữa. Bữa hôm đó là chú Trí cũng ra trực buổi đêm y chang như vậy. Khi mà ra trực á, cái lúc mà tàu tới, chú nhớ là chú đã chặn hai cái thanh chắn hai bên rồi. Khi mà tàu chạy tới gần 100 mét á, chú thấy là ở trước cái ánh đèn của đầu xe là có hai cái bóng đen. Hai cái bóng đen mà đèn chiếu qua nên phản chiếu lại cái bóng của hai người đó luôn. Chú thấy vậy chú hết hồn, chú mới lên tiếng kêu: "Ê, đứa nào vậy? Đi ra!" Chú lớn tiếng kêu như vậy thì cái người đồng nghiệp ở bên kia của chú cũng thấy luôn, lập tức là cầm cái đèn á quơ 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 vậy nè để mà nhắc nhở hai người đó. Bởi vì cái tàu lửa đang tới rất gần rồi, mà như á là cái người lái tàu họ không thấy gì trơn á, họ không có hề bóp kèn gì cả. Rất là nhanh luôn, cái tàu hỏa đã chạy xuyên qua hai cái người đó. Thì khi mà chạy xuyên qua là mặt mày của chú Trí với cái người đồng nghiệp ở bên kia đều xanh lè xanh lét hết trơn. Cứ nghĩ là chết rồi, chuyến này là có một thêm một cái vụ tai nạn nữa rồi. Có điều sau đó cái chiếc tàu hỏa này chạy bon 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 rồi chạy qua hẳn luôn bình thường, không có thấy dừng lại. Chú Trí với cái người đồng nghiệp của mình kiểm tra thì không có hề thấy cái xác nào trơn á. Hai người cũng hoang mang lắm mà cũng không có thấy máu hay dấu tích gì hết trơn á. Thì hai người mới ngồi lại nói với nhau: "Chắc là hồi nãy mình lại nhìn thấy hồn ma của cái cặp trai gái trẻ kia nữa rồi, chứ không phải là người đâu." Đó hen, lại thêm một vụ nữa. Dạ có, cái bữa kia chú Trí thấy cảnh này thấy ghê lắm. Lúc mà đoàn tàu vừa mới chạy qua thì chú thấy là vong hồn của hai cái người trai gái kia ngồi ở trên cái phần nóc của tàu á. Họ ngồi cái chân thì vắt vẻo, tàu chạy tới đâu họ cũng ngồi trên, cái đầu của họ thì nghiêng qua. Họ nở một cái nụ cười lạnh tanh à, chạy theo cái đoàn tàu và lướt qua, sợt qua ở trước mặt của chú Trí luôn. Chú thấy cảnh đó cũng nhiều lần lắm. Sau nửa tháng kể từ khi mà hai cái người thanh niên kia chết, buổi chiều ngày hôm đó khoảng lúc 3 giờ, khi mà nhận được hiệu lệnh có tàu chuẩn bị tới á, chú với lại người đồng nghiệp bên kia mới hạ hai cái thanh chắn xuống. Khi mà hạ hai cái thanh chắn xuống rồi là đoàn tàu chạy từ xa. Tự nhiên ngay lúc đó là chú nghe thấy tiếng cười khắc khắc của một đứa con nít. Chú nhìn lên ở đường ray. Cái lúc đó là có một cái thằng nhóc nhỏ cũng độ tầm khoảng 3-4 tuổi gì thôi. Một thằng con trai nó đang ngồi, mà nó đang chơi thảy đá gì, nó đang quay lưng lại với cái hướng của chú Trí. Khi mà chú thấy vậy chú hết hồn hết vía, chú la lên: "Trời ơi đứa nhỏ!" Chú thấy là chú buông luôn những cái vật dụng mà chú đang cầm trên tay nè. Chú chạy thiệt là nhanh, mà chú chạy là chú không dám sắn vô trong cái đường ray đâu, chú chạy ở cặp mé thôi. Chú lại để muốn cứu cái đứa nhỏ, tại vì là tàu hỏa lúc đó tới rất là gần rồi, chú hoảng sợ dữ lắm. Khi đó chú sợ quá, chú co chân co cẳng chú chạy, mà tất cả mọi người đều nhìn chú luôn. Nhưng khi chú chạy gần tới, chiếc tàu hỏa đã chạy sượt qua đứa nhỏ, chú còn nghe âm thanh một cái kịch nữa. Tức là cái chiếc tàu hỏa này nó đã đụng phải đứa nhỏ, chú nghe thấy cái âm thanh rất rõ ràng. Chú còn nhìn thấy là máu bắn ra tùm lum hết trơn. Mà hơn là khi cái chiếc tàu hỏa vừa chạy tới, chú đã kịp nép vô sát ở trong mé, là chú không có bị da quẹt về chiếc tàu hỏa kia cả. Mà chú thấy ở dưới cái đường ray á, máu thịt chỉ nó văng ra be bét hết trơn. Chú hết hồn hết vía, chú sắng lại. Khi chiếc tàu hỏa đã chạy xa rồi, chú chớp mắt chú nhìn kỹ lại thì không hề có máu, không hề có cái xác gì của đứa nhỏ hết. Sao nãy rõ ràng chú thấy vậy, chú ngớ người luôn. Thì cái người đồng nghiệp mới lên tiếng kêu: "Ê ông Trí, lại mở cái thanh chắn lên cho xe anh ta qua." Chú Trí vẫn còn bàng hoàng nhưng mà phải quay trở lại để mở thanh chắn lên cho xe cộ người ta lưu thông nữa.
Mấy cái người mà thấy chú có biểu hiện vậy á, ta còn chửi chú là điên khùng, chú còn nghe người ta chửi thầm thầm ở trong miệng nữa. Chú vẫn còn chưa tin vào cái sự việc hồi nãy, khi mà xe cộ lưu thông qua lại bình thường rồi á, chú đi lại ngay chỗ cái vị trí hồi nãy chú thấy đứa nhỏ, cái chỗ mà chú thấy máu thịt của nó văng ra, chú kiểm tra thì không hề có cái gì hết trơn á. Chú hỏi lại cái người đồng nghiệp nãy có thấy gì không, thì cái người kia không thấy, có mình ơn chú thấy à. Rồi chú nghĩ chuyến này tới nữa rồi, không lẽ mình lại bị cái vong hồn kia, rồi họ giả thành một đứa con nít á, để hù chọc chú. Mà hên quá, thà là họ giả, chứ mà có một cái đứa con nít nào chết ở đây thiệt á, chắc là chú Trí xin nghỉ làm luôn quá. Qua những ngày sau á, lâu lâu chú cũng bị kêu bị hù chọc hoài à, chú Trí sợ quá nên chú mới mua một ít đồ về để cúng kiến. Khoảng thời gian cúng đó chú rất là thành tâm, và khi cúng thì chú Trí không có còn gặp hồn ma của hai người đó nữa. Dù là chú không gặp, nhưng có điều cái người đồng nghiệp của chú á, thỉnh thoảng vẫn còn thấy hai cái hồn ma đó họ đi dắt dưỡng ở trên cái đường ray này. Và có một lần kia, cái chú đó vô làm thế ca của chú Trí, bởi vì chú Trí bị bệnh. Làm mới có ngày, cái chú đó mới nói: "Tối ngày hôm qua, tao bị cái thằng đó xin thuốc." Mới đầu nghe vậy chú Trí đâu hiểu gì đâu, mới hỏi: "Thằng nào, nào xin thuốc không?" Cái người đồng nghiệp mới nói: "Thì cái thằng mà chết hôm bữa chung với nhỏ đó, cặp trai gái bị xe kéo mấy trăm mét đó." Nghe cái người đồng nghiệp của mình nói tỉnh bơ vậy đó, thì chú mới hỏi lại là sao, bữa hôm đó ông thấy làm sao, kể tôi nghe dí. Người đồng nghiệp của chú Trí mới kể: "Hôm tôi đang ngồi vậy nè, tôi ngồi mới vừa đưa cái điếu thuốc lên mới xẹt cái hột quẹt thôi. Thì tự nhiên tôi thấy cái thằng đó nó đi lại, nó vỗ vai tôi mấy cái nữa, nó nói: "Chú ơi, cho con điếu thuốc hút cho ấm người, lạnh quá chú ơi." Lúc mà người đồng nghiệp nghe vậy á, nhìn lên coi cái người thanh niên này là ai, sao tự nhiên lại xin thuốc hút của mình vậy trời. Chú ngước cái mặt lên thì chú thấy là khuôn mặt á, đầy máu me và có những cái vết chằng chịt. Ở bên một khuôn má là thịt chỗ đó nó còn bị cái hú bét nhẹt hết trơn rồi. Thịt ở trên đó là giống như thịt nạc của mình băm ra nó bấy nhầy luôn. Lúc mà người đồng nghiệp đó thấy như vậy thì mới biết là mình gặp ma. Chú hớt hải đứng dậy, chú nhìn phắt lại thì không có còn nhìn thấy là cái người thanh niên lúc nãy, chú mới biết là mình gặp ma. Nhưng mà kể từ khi chú Trí bắt đầu cúng kiến á, thì chú cũng không có còn nhìn thấy những hồn ma của cái cặp trai gái đó nữa rồi hen. Rồi thì đây là toàn bộ câu chuyện của chú Trí kể cho anh Hồng, và anh Hồng đã chia sẻ lại cho Như để Như kể lại cho quý vị hen. Câu chuyện này là câu chuyện thứ nhất, bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là kể về một cái đầu ở dưới mương nước. Cái đầu này đã hé lộ sự thật của một cái vụ án rất là khủng khiếp. Câu chuyện này là Như được chị Trang gửi lại cho Như, chị Trang được bà ngoại kể lại. Bởi vì cái sự việc này là xảy ra trong xóm của bà ngoại luôn. Hôm đó bà Mười với bà Nga, hai bà là rủ nhau đi mò cá. Do nước rút nhiều rồi nên hai bà tranh thủ đi mò cá tôm. Hồi xưa là ở dưới mấy cái mương đỏ cá tôm nhiều dữ lắm, mình xuống mình bắt là có khi ăn cả tuần không hết luôn. Nhưng mà bây giờ cá tôm không có được nhiều như hồi xưa, một phần là do đánh bắt nhiều quá, với lại là sử dụng những cái thuốc bảo vệ thực vật á, rồi lúc mà mưa đổ xuống mấy cái phần hóa chất đó nó đổ xuống ở dưới nước, giờ tôm cá nó cũng không có được nhiều như hồi xưa nữa hen. Trong lúc bà Mười với bà Nga hai người á, vừa đi vừa mò cá nói chuyện rôm rã dữ lắm, tại vì hai bà là chạc tuổi nhau. Trong cái lúc mà đang mò vậy đó, bà Nga bà mới nghe thấy cái tiếng lẹp bẹp lẹp bẹp lẹp bẹp. Cái âm thanh này là cái tiếng bước chân của mình á, bước xuống dưới bùn rồi mình nhấc lên sẽ nghe cái âm thanh đó. Bà Nga mới quay qua hỏi bà Mười: "Ê bà Mười, bà nghe thấy gì không?" Cái bà Mười lúc đó cũng im lặng lại, không có nói chuyện rôm rã nữa. Bà tập trung một hồi mà bà Mười không có nghe gì hết trơn, mới nói: "Nghe gì đâu mày, tao có thấy gì đâu." Bà Nga lúc đó mới nói: "Tôi mới nghe thấy cái tiếng bước chân ai lội bùn á bà ơi." Lúc đó hai bà nhìn lên phía trước á, thì thấy có 6 cái dấu chân đang in ở trên cái nền sình bùn. Mà có điều chỉ có 6 cái dấu chân thôi chứ không có nhiều. Sao tự nhiên chân hững có 6 dấu chân vậy vậy?
Bà Nga thấy vậy mới nói với bà Mười. Ê bà Mười, có 6 cái dấu chân kìa. Mà sao tự nhiên ai đi gì có 6 dấu chân gì kỳ vậy trời? Bà Mười mới nói, trời ơi thôi kệ đi mẹ ơi, lo bắt cá đi. Mà bà Nga thì vẫn còn nói tới cái vụ 6 bước chân đó. Sao mà ai bước có 6 bước chân mà không thấy dấu lên vậy trơn người ta? Bà Mười hồi đó mới nói vui. Đúng rồi, dấu chân ma nó vậy đó mày ơi. Nói tới đó bà Nga mới quay qua sực liền. Ma đâu mà ma, bà nói tùm bay tùm bạ không? Bà Mười mới nói là tao giỡn thôi. Xong rồi hai người cũng nói chuyện và tiếp tục mò cá nữa. Trong khi mà hai người mò, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng sình non bốc lên rồi nghe chọi bẹp, bẹp, bẹp. Cái âm thanh nó cứ phát ra hoài. Hai bà thỉnh thoảng nhìn lại là còn thấy bùn nó được tán lên trên nữa. Sao hai bà thấy lạ vậy ta? Ai ở phía sau lưng mình mà lại nghe cái âm thanh đó? Hai bà cũng không quan tâm lắm nữa, cứ vậy đó vừa bắt cá vừa nói chuyện. Nói chuyện một hồi cái chủ đề mới xoay qua cái cô này tên là cô Ánh. Nhà của cô Ánh cũng ở trong xóm luôn. Mấy ngày trước á, là thấy chồng ở bên Đài Loan đi sang gửi tiền giống như là trao sính lễ cho cổ vậy đó. Thấy là xôm dữ lắm, bữa hôm đó hàng xóm ta cũng bu vòng vòng coi. Đợt đó trong xóm của bà ngoại là rộ lên cái vụ lấy chồng Đài Loan rồi lấy chồng Hàn Quốc á. Nghe nói lấy chồng nước ngoài là giàu dữ lắm nên ai cũng đổ xô muốn lấy chồng nước ngoài cả. Người chồng ở bên Đài Loan đi về á, thì cái ông đó có vẻ là ổng hơi lớn tuổi chút xíu, chắc cũng 50 mấy tuổi rồi. Rồi về đây á, cầm theo một xấp tiền, là tiền đó còn là tiền ở bên Đài tệ bên bển nữa chứ ta chưa có thấy là đổi sang tiền Việt. Rồi cầm sang đây rồi hỏi cưới, mua quà này kia đồ tặng nhìn xôm dữ lắm. Nhưng có điều á, là nói sẽ trước về ở bên Đài Loan á, để tổ chức đám cưới luôn, chứ không có làm đám cưới ở tại Việt Nam. Mà gia đình của cô Ánh cũng rất là vui vẻ. Cô Ánh năm đó là cổ 21 tuổi. Ba mẹ của cổ cũng rất là vui khi cổ chuẩn bị lấy chồng Đài Loan như vậy, nghĩ là cổ sẽ có một cuộc sống sung sướng tới rồi. Nhưng mà sau cái ngày nhận tiền xong á, không có thấy cô Ánh này đâu hết trơn á. Tối ngày hôm đó nghe nói là ba mẹ của cổ á, nói cổ đi chơi gặp bạn gì đó. Thì xong cái bữa đó là thấy mất tiêu luôn, không có thấy là quay trở lại nữa. Những người trong xóm người ta mới đồn lên là cô Ánh này đã ôm tiền bỏ chạy rồi. Chắc là cổ muốn bỏ trốn, không có lấy chồng Đài Loan nữa. Có điều ba mẹ của cổ nó không phải đâu. Tiền thì ba mẹ vẫn còn giữ ở nhà nè, chứ còn có cô Ánh là cổ đi đâu không biết thôi. Trước khi đi, cổ nói là cổ đi chào tạm biệt bạn bè nên ba mẹ cũng không có để tâm lắm. Mà cổ đi qua mấy ngày sau cũng không thấy cổ về nữa. Cái bà mà mai mối giữa ở bên Đài Loan với lại nhà của cô Ánh cũng khá là lo lắng, bởi vì bà sợ là cô Ánh này bỏ trốn một cái. Ở bên Đài Loan, người chồng đó mà bắt đền tiền là cái bà mối này không có tiền đâu mà đền. Nên bà cũng đi qua bà hỏi han nhà của cô Ánh hoài hả? Sau khi mà nói tới lúc đó, chợt bà Nga mới kêu lên. Ê bà Mười, kìa kìa, ngay cái chỗ của bà kìa, bong bóng quá trời luôn, chỗ đó có tôm hay gì á, bà lại đó đi. Bà Mười thấy vậy cũng sáng sổ đi lại nhẹ nhẹ, tại vì đi mạnh quá sợ mấy con tôm này á, nó tuôn nó chạy. Bà đi từ từ lại, thò cái tay xuống. Sau khi bà thò tay xuống, bà mò một hồi, bà nắm lên. Khi bà nắm lên á, là bà cầm ngay cái phần nắm tóc của cái đầu cô Ánh. Chỉ có mỗi cái đầu từ cái phần ở ngay chỗ phần cổ nè, rồi đáo lên. Bà Mười đang cầm ở trong tay là cái mớ tóc của cô Ánh, còn ở dưới thì bà đang đỡ cái đầu. Ngay cái lúc đó luôn là nguyên cái khuôn mặt của cô Ánh á, đối diện với khuôn mặt của bà Mười là cách chỉ có một cánh tay thôi. Con mắt của cô Ánh á, khép hờ hờ lại, rồi mắt mũi gì lạnh tanh hà, nhìn cái khuôn mặt á, thì nó trắng xác, dù là ở ngoài cũng dính một lớp bùn rồi đó. Bà Mười lúc đó ngã một cái rần ra xỉu luôn. Còn bà Nga dù rất là sợ hãi nhưng mà bà cũng ráng tuôn bà chạy. Bà chạy ra bà la làng la xóm, mọi người chạy lại á, là thấy cái tư thế rất là mắc cười. Bà Mười á, bà nằm xỉu ngang qua trên mé bụng, ở trên tay còn cầm rất là chắc cái đầu của cô Ánh kia nữa. Mọi người tới là cũng kêu cái bà Mười này dậy. Bà Mười bà sợ quá, bà la hét, bà toán loạn luôn. Qua gần một tuần sau thì bà Mười mới tỉnh táo lại được.
Rồi lúc nãy là hé lộ ra rồi, không phải cô Ánh này cổ bỏ trốn đâu, mà cô Ánh đã bị ai đó sát hại, chặt cái đầu và chức xuống mương nước này. Hồi đó là có một cái vụ án đã lộ ra, người ta rất là tò mò, không biết ai đó đã làm cái gì với lại cô Ánh mà có hận thù gì tới mức chặt cái đầu của cổ luôn. Qua mấy ngày sau, những người dân lại tiếp tục tìm thấy từng phần cơ thể của cô Ánh này, có khi là cái phần tay, cái phần chân, rồi cái phần mình, nó trôi và tấp vô trong những cái bập dừa nước á. Cái mùi nó thúi quá, rồi chó mèo nó lại nó hửi nó lôi lên, người ta phát hiện thêm vài phần nữa. Ai đó ác quá tới mức mà chặt cái xác của cổ thành nhiều phần như vậy. Lúc này công an vẫn tiến hành điều tra mà vẫn chưa có biết ai hết trơn á. Trong một lần nọ, có chú kia đi đổ đục đái là mấy cái mà mình dùng để giăng bắt cá đó. Chú đi đổ đục ở khu vực của ngoài đầu cái con sông này. Lúc mà chú đi đổ đục á, chú đi ngay cái lúc nước lớn, mà sẵn tiện là chú qua chú thăm cái đục của mình luôn. Khi mà chú vừa nắm cái đục chú dở lên, chú thấy là ai đó đang gỉ xuống, không có cho chú dở lên. Chú cũng ráng hết sức, chú kéo lên. Bởi vì cái chú nó cứ nghĩ là cái đục của mình nó vướng vô cây cối gì đó lên được. Chú cố hết sức là chú lôi lên. Khi mà chú lôi lên rồi, chú thấy là có một cái bàn tay, những cái móng tay thì đen ngòm hả. Còn cái bàn tay xám xịt, ở trên đó có những cái vết dao cắt nữa. Nhìn cái bàn tay thô thiển mà nhìn thấy ghê lắm. Thò lên trên rồi bám lấy cái đục của chú. Chú hết hồn hết chí, chú buông cái đục ra. Khi mà chú buông cái đục, nước nó văng tung tóe rồi. Chú nhìn lại thì chú không thấy gì hết trơn. Lúc đó cái chú ông bàng hoàng sợ hãi, không biết là mình hồi nãy có thấy thiệt không hay là mình tưởng tượng vậy. Chú mới lại chú dở cái đục lên chú kiểm tra một lần nữa, mà khi chú kiểm tra thì không có gì hết trơn. Chú cũng lại chú đổ xong cái đục của mình rồi, chú chuẩn bị là bước lên trên ghe. Khi mà chú đang đi lên trên ghe, lúc đó chú thấy có một cái bàn tay xám y chang hồi nãy. Cái bàn tay đó thò lên từ từ rồi nắm lấy cái thành ghe của chú. Chú thấy rõ ràng khi mà cái bàn tay nó nắm lấy cái ghe, cầm cái ghe rất là mạnh. Cái ghe đáng lẽ theo con nước là nó sẽ chao đảo qua lại. Đằng này cái bàn tay đó lực dữ lắm, cầm lấy chiếc ghe là nó không có chao đảo nổi theo con nước luôn. Chú thấy hết hồn, chú ngã ra sao chú hớ lên một cái. Chú nhìn kỹ thì chú thấy cái bàn tay kia đã rụt xuống dưới nước rồi. Chú còn nghe cái âm thanh á, nước nó văng lên nữa. Cái chú đó sợ quá, cũng thiệt là nhanh bơi ghe đi khỏi cái chỗ đục đó. Rồi qua mấy ngày sau á, dù là cái đục đó đổ được nhiều cá tôm lắm rồi, mà chú sợ á, chú để gần một tuần sau luôn, chú mới dám lại và dỡ cái đục đó lên. Đó là cái vụ của chú này hen. Xong qua cái vụ kia là của một cái chiếc ghe chở dừa. Cái chiếc ghe này á, là cũng lớn. Ở trong nó có khu vực của cái chỗ mà để mình nằm ngủ ở trong á. Khi mà chiếc ghe đang bơi đi, cái ghe này là sử dụng động cơ. Cái ghe đang chạy ngược cái con nước rồi, thì cái người chủ ghe mới để ý, ủa sao có một cái trái dừa khô gì đó nó cứ trôi theo chiếc ghe mình hoài vậy trời. Chú ra vô mấy lần thì vẫn thấy là cái trái dừa khô trôi lên đên á, vẫn dí theo chiếc ghe. Một hồi chú để ý kỹ lại là cái con nước này nó đang chảy ngược chiều so với chiếc ghe của chú. Tức là chú đang đi ngược chiều. Nếu mà cái trái dừa khô kia nó dí theo chiếc ghe của chú, tức là cái trái dừa khô nó cũng đi ngược chiều ha. Cái này là một điều phi lý rồi, sao mà có chuyện vậy được. Chú tức cái mình quá, chú mới dừng cái ghe lại. Khi mà chú dừng cái ghe, chú tấp tấp vô trong mé là chú thấy cái trái dừa khô kia đang di chuyển gần lại cái hướng của chú. Tới khi mà cái trái dừa khô kia nó nằm ở cặp bên cái mé ghe rồi, chú mới lại chú đứng chú ngó ngó chú nhìn. Sao mà cái trái dừa khô này nó kỳ khâu vậy trời. Khi đó chú thấy cái trái dừa khô nó lăn từ 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 từ, sau đó nó đảo ngược lên. Chú không có hề thấy cái đen nữa, mà chú thấy cái trái dừa khô kia nó trắng xác hả. Đây không phải là cái trái dừa khô mà là cái khuôn mặt người. Đó chính là cái đầu. Cái đầu này á chính là của cô Ánh luôn. Mặt mũi mắt miệng vẫn là của cổ, cái mặt trắng xác hà. Cái miệng của cổ hồi nào cũng hé hé, cổ cười. Cổ cười này nhìn cái nụ cười nó gượng gạo giả trân à. Cổ cười mà hai con mắt của cổ thì trố ra. Cái ông chủ ghe ông thấy vậy ông sợ hết hồn quá, ông la lên. Cái người đi chung với chú chủ ghe này cũng chạy ra. Cả hai người á ra là bắt đầu thấy
Khuôn mặt của cô Ánh mới úp xuống, rồi cô bắt đầu là cô di chuyển thẳng lên phía trước, cô đi lướt ngang qua cái ghe này luôn. Thật ra là không phải cô đi theo chiếc ghe đâu, mà do chiếc ghe với cái đầu của cô Ánh này đi cùng hướng, cứ như vậy mà cái đầu của cô trôi thẳng lên phía trước. Hai cái người đi ghe sợ quá, đợi khi cái đầu của cổ trôi thiệt là xa rồi thì mới dám cho nổ máy và chạy ghe đi tiếp. Đó là cái vụ mà chú chủ ghe này, chú thấy vậy hen, chú kể lại sự việc đó ai cũng sợ hết trơn. Xong tiếp tục tới thêm một cái sự việc này nữa, lần đó là hai chị em, người chị hăm mấy tuổi rồi, còn cái người em thì mới có 15 tuổi thôi. Đi ngang qua ở chỗ khúc sông này, người chị đang bơi, người em thì ngồi phía trước. Tự nhiên người em mới quay lại nói: "Chị hai ơi, chị biết hôm bữa ai giết chết cô Ánh không?" Khi mà nghe nhỏ em mình đột ngột hỏi một câu kỳ lạ như vậy, cái người chị hai đó lập tức hỏi: "Trời ơi, em nói cái gì vậy? Mà bộ em biết cái gì hả?" Người em mới nói: "Chú Sâu á chị, chú Sâu giết cô Ánh á." Mà nghe vậy cái người chị hai mới nói: "Trời ơi, em nói tụm bậy tụm bạ, chú Sâu ở trên xóm trên, chứ lại chú Sâu có vợ con rồi, có liên quan gì tới cô Ánh đâu mà giết. Mà sao tự nhiên em nói vậy vậy?" Khuôn mặt của người em vẫn rất là tập trung, cái vẻ là nghiêm túc lắm. "Em nói thiệt cái chị hai, chú Sâu giết cô Ánh á." Người chị hai lại hỏi một lần nữa: "Mà sao á em biết em nói vậy?" Thì cái người em mới nói: "Cô Ánh nói với em đó." Khi mà nghe cái câu nói đó, cái người chị hai dựng hết trơn da gà hả. Chị hai mới hỏi tiếp: "Cô Ánh ở đâu mà nói với em?" Thì khi đó cái người em mới chỉ ra cái vị trí ngồi kế bên cạnh mình: "Nè, cô Ánh ngồi đây nè, cô mới nói với em đó." Trời ơi, tự nhiên nghe xong cái khúc đó, chị hai mới chửi xối xả người em luôn. Mà một hồi sau người em rùng mình lên một cái rồi nó vuốt da tay vậy nè. Người em mới nói lại: "Trời ơi chị ơi, hồi nãy vợ cô Ánh ngồi kế bên em á, cổ kể lại là chú Sâu giết cổ." Sau cái sự việc đó, hai chị em vô cũng kể lại cho người thân, rồi những người trong dòng họ nghe. Gia đình nghe thấy cũng kỳ lắm, chú Sâu kia thì đâu có liên quan gì tới cô Ánh này đâu mà sao giết cổ làm sao. Chứ lại là cũng không có ai tin lời của một đứa nhỏ hết trơn á, cũng không có bằng chứng này kia gì hết. Nên là cuối cùng cái sự việc này cũng cho qua luôn. Trong khoảng thời gian đó thì ở gia đình của chú Sâu xảy ra những cái hiện tượng mà thực sự chú Sâu này chính là hung thủ đã giết chết cô Ánh. Ở bên nhà của chú Sâu là chú có một vợ với một con, gia đình cũng khá giả, công việc ổn định rồi. Thấy là hai vợ chồng gia đình sống vui vẻ hạnh phúc dữ lắm. Nhưng mà kể từ khi chú Sâu này giết chết cô Ánh là mỗi đêm cái đứa con gái nhỏ của chú Sâu thường xuyên nhìn thấy cô Ánh hiện về. Mà mấy lần á không có mẹ ở nhà là nó nghe cái tiếng ai đó gõ cửa rồi kêu ngoài. Đứa nhỏ mới đi ra. Thì khi mà đi ra là nó gặp cô Ánh. Nó đâu có biết là cô Ánh này đã chết rồi đâu. Do hai người là ở hai cái xóm khác nhau. Cô Ánh đi vô mà mặt mày của cô Ánh á, là thấy trắng xác à. Tóc thì xõa ra. Có điều đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, nó không có biết là ma quỷ gì hết trơn á. Nó mới hỏi là: "Ủa cô ơi, cô kiếm ai?" Cô Ánh mới nói: "Cô vô, cô kiếm ba của con." Đứa nhỏ nó cũng lịch sự, nó mời cô đó vô nhà. Rồi nó chạy ra tuốt ở phía sau, nó kêu: "Ba ơi ba, có cô nào kiếm ba nè ba ơi." Đứa nhỏ nó kêu thì ba của nó cũng tức tốc chạy từ sau bếp chạy lên. Lên á, ba nhìn vòng vòng không thấy ai trơn mới hỏi: "Ủa con gái, ai kiếm ba con?" Đứa nhỏ nó mới chỉ lên trên ngay chỗ cái ghế ở phòng khách nói: "Kìa ba, cái cô đó tới kiếm ba kìa." Chú Sâu trợn con mắt lên nhìn mà ở trong phòng khách không có hề thấy ai hết. Chỉ có mỗi duy nhất là con của chú Sâu nhìn thấy thôi. Qua mấy ngày sau á, là hiện tượng này lại tiếp tục xảy ra. Đứa nhỏ nó cũng kêu ba của nó lên vậy mà không có thấy ai. Rồi đứa nhỏ nó bực mình quá, nó cũng có kể lại cho mẹ nó nghe. Nó nói là có cái cô đó tới kiếm ba. Mà sao á, ba kỳ lắm mẹ, ba không có thấy cô đó hay sao á, có mình ơn con thấy à. Rồi đứa nhỏ nó kể lại vậy đó. Mẹ của nó nghe thì cũng nửa hiểu nửa không biết đã nói gì. Rồi hỏi lại chú Sâu á, chú Sâu mới nói: "Anh không biết nữa, dạo này nó hay kêu anh mà anh lên thì anh không thấy ai trơn á."
Có một lần kia, ở trong nhà của chú Sâu á, hai vợ chồng lui cui trong nhà làm việc, quay qua quay lại không có thấy đứa con đâu, chạy vòng vòng kiếm thì thấy là đứa nhỏ nó đi tới khu vực của cái cầu cách nhà hơn 500 mét rồi, không biết sao nó đi tới đó. Rồi có người thân thấy đứa nhỏ mới dẫn về. Khi mà về nhà, vợ chồng của chú Sâu đánh đứa nhỏ rồi hỏi nó tại sao đi chơi không xin phép ba mẹ rồi đi đâu tuốt lên trên đó vậy. Đứa nhỏ nó mới nói: "Dạ con đi chơi với cái cô mà là bạn của ba đó, cô đó hay tới kiếm ba đó mẹ." Nhưng mà cái người hàng xóm lúc dẫn bé này về á là đâu có thấy ai đâu, thấy nó điên mình ơn à. Nhưng mà có điều một tay của nó thì giang qua như là đang nắm tay ai đó. Hỏi nó còn nói là cái cô này dẫn con đi chơi nữa. Qua sự việc đó mấy lần lại tiếp theo là cái đứa nhỏ này cũng trong nhà quay lại mất tiêu. Cuối cùng á thì có một người đã tìm thấy đứa nhỏ, nó nằm ở bên cạnh trạm xá. Cái chỗ trạm xá này là cách nhà tới 2 cây mấy số lận, đâu có gần đâu. Mà không biết sao nó nằm ở trong mấy cây phượng con á, mới mọc lên hơn người một chút xíu, nó nằm dắt ở trong đó. Người ta đi ngang hết hồn, cũng hên là đã phát hiện kịp. Cái lúc tới á, thì đứa nhỏ này nó nhắm mắt như nó ngủ á. Rồi dậy cái mới hỏi lại đứa nhỏ này nó bị làm sao vậy. Nó lại tiếp tục nói là cái cô đó dẫn nó đi chơi, mà cổ á, nói chuyện vui vẻ dữ lắm, nên là đứa nhỏ này nó thích cổ. Hôm rải con của chú Sâu có rất là nhiều hiện tượng lạ rồi, gia đình đã bắt đầu trông đứa nhỏ này kỹ hơn. Khi mà trông á, thỉnh thoảng thấy là nó cũng đi ra cửa, nó đứng đi nhóng nhóng, rồi bị la nó sợ quá là nó mới đi vô. Cho tới một cái lần kia đứa nhỏ nó mới kể cho mẹ nó nghe. Nó nói là hôm bữa mẹ con thấy á, tự nhiên ba chặt mẹ. Mẹ của đứa nhỏ không hiểu mới hỏi con nói ba chặt mẹ là làm sao. Cái đứa nhỏ nó mới nói thì ba lấy con dao á, ba chặt mẹ như mẹ chặt thịt con gà, con cá vậy đó. Đứa nhỏ nó kể lại nghe tỉnh bơ à. Thì mẹ của đứa nhỏ hết hồn mới nói tiếp: "Rồi con thấy sao nữa con kể mẹ nghe." Cái đứa nhỏ nó kể tiếp: "Ba chặt cái đầu mẹ nè, ba chặt cái tai mẹ, rồi ba chặt cái chân mẹ." Nó nói tới đâu là nó chỉ tới từng cái bộ phận cơ thể của mẹ nó tới đó. Mà mẹ đứa nhỏ nghe là sởn hết trơn da ốc à. Đứa nhỏ nó còn nói á, máu văng tùm lum luôn á mẹ, văng vô trong mặt ba nữa. Ừ, nghe kể lại như vậy á, mẹ nó sợ xanh mặt mày hết trơn à, nói là nó không có nói bậy nữa. Sau khi mà bị chửi rồi, đứa nhóc nó không dám kể nữa. Nhưng mà buổi tối ngày hôm đó, đang nằm ngủ, cái nó dậy nó khều khều mẹ nó mới nói: "Mẹ ơi, con thấy có cái cô nào á, cổ thế mẹ rồi, cái cô đó cổ vô làm mẹ con luôn. Ở trong gia đình chỉ có ba, con với cái cô đó thôi mà con không thấy mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu ạ?" À? Đứa nhỏ nó ngây thơ, nó hỏi lại mẹ của nó vậy đó. Thì cái người mẹ kia cũng bàng hoàng luôn, hôm rày sao con mình nó bị cái gì vậy trời? Sau vài ngày mà thấy con càng ngày có những cái biểu hiện không ổn như vậy, mẹ của đứa nhỏ cũng đưa nó đi khám. Đưa đi khám trên bệnh viện, ta nói bình thường, không có gì hết. Rồi mấy bà cô trong nhà kêu rồi đi coi thầy thử, cũng đưa đứa nhỏ đi coi thầy. Mà khi đi coi thầy người ta nói ở trong nhà hiện tại đang có một vong theo ám. Nghe vậy cũng sợ lắm, rồi mẹ mới xin một cái lá bùa bình an cho đứa nhỏ nó đeo. Mặc dù đeo rồi nhưng mà đứa nhỏ vẫn còn nằm mơ, nó mơ thấy cái cô đó đó. Nó nói là cô đó cũng dễ thương, đẹp gái lắm mẹ, về dẫn đi chơi hoài à. Đứa nhỏ nó còn kể lại như vậy nữa. Còn về chú Sâu, trong khoảng thời gian mà chú Sâu đã giết chết cô Ánh á, thì chú Sâu này có những cái biểu hiện lạ. Mỗi đêm mà nằm ngủ chú thường xuyên bị mớ, chú la hét kêu gạo. Vợ của chú với con nằm ở kế bên cũng bị giật mình nữa. Và chú Sâu này á, do có tật giật mình, mỗi lần mà ai gọi tên của chú, cái là chú giật bắn mình lên, chú quay qua mà mồ hôi mồ kê tuôn chảy, nhìn mặt sợ dữ lắm. Chú Sâu này á, ăn uống cũng càng ngày càng ít đi. Chú nằm ngủ đêm á, thì không có ngủ, mà ngủ buổi sáng không à. Thấy là cứ gà gà gật gật, từ từ hai cái con mắt nó nâu lại như cái con gấu trúc. Con mắt nó hớp vô, rồi người cũng bắt đầu ốm dần ra. Chú Sâu á, thường xuyên ngồi và nói chuyện lảm nhảm một mình. Thỉnh thoảng vợ với con của chú thấy nhắc nhở thì chú nói là không có gì đâu. Tới hơn một tuần sau, mặt mày của chú Sâu này xanh xao dữ lắm rồi, mà chú sợ hãi, chú nghe vợ con của mình kêu thôi chú cũng sợ nữa. Tới tối ngày hôm đó chú mới đi ra, chú
chú nắm tay vợ chú nói thiệt. Chú nói là chú đã xuống tay giết cái cô Ánh đó đó. Tự nhiên vừa mới nghe lúc đó cái vợ của chú hết hồn tán cho chú mấy cái nữa mới nói: anh bị gì vậy? Hôm rày anh em thấy anh không ổn mà anh còn nói khùng nói điên gì vậy? Chú sâu mới nói: không phải em, anh nói thiệt. Anh thú thật với em á là anh với cái cô đó cũng quen nhau được một thời gian rồi mà không ai biết hết trơn á. Lúc mà nghe chồng của mình thú thật, chồng của mình đã gian díu với một cô gái khác một khoảng thời gian dài như vậy, thì vợ của chú sâu mới hoảng hốt. Chú sâu nãy vừa nói vừa nắm tay vợ, chú nói là chú yêu vợ con nhiều lắm, mà chú cũng yêu cả cái cô Ánh kia nữa, chú không muốn bỏ ai trơn. Rồi trong cái đêm đó luôn, chú đi lên trên công an, chú trình báo, chú nói là chú đã xuống tay giết cái cô Ánh. Chú mới kể lại toàn bộ sự việc là chú gây ra cái vụ án đó làm sao. Mới đầu là hẹn cô đó lại, hai người nói chuyện với nhau. Cô Ánh cổ nói cổ sắp phải lấy chồng rồi đi sang Đài Loan rồi. Chú sâu này ông có chịu, ông nói là tại sao em lại đi theo cái người đó, không ở lại với tôi. Cô Ánh cổ mới giải thích: anh á, thì anh có gia đình rồi, tôi cũng phải đi kiếm gia đình cho tôi chứ. Hai người nói chuyện qua lại bắt đầu là nảy sinh mâu thuẫn. Trong cái lúc không có kiềm chế được cảm xúc, chú sâu đã bóp cổ cô Ánh cho tới chết. Lúc đó chú mới ý thức được mình đã giết người. Chú sợ cái sự việc này bại lộ thì vợ con của mình á sẽ rời bỏ mình, rồi mình còn phải đi ở tù nữa. Cho nên trong cái đêm đó chú lén lút canh vợ con ngủ hết, chú lấy một cái con dao sắc nhọn ra, chú chặt thi thể của cô Ánh thành nhiều phần khác nhau để giấu mỗi nơi một bộ phận để cho mọi người không phát hiện ra. Ai dè sau đó cũng có người đã mò được cái đầu của cô Ánh và vụ án này mới bắt đầu sáng tỏ. Ông chú sau này là một người rất là ích kỷ, dù đã có vợ con rồi đó nhưng mà chú vẫn muốn có thêm một cái người phụ nữ nữa. Khi người phụ nữ kia sống trong bóng tối một khoảng thời gian dài rồi không có chịu, người ta cũng muốn có gia đình riêng thì đã bị chú sâu này giết và chặt xác. Chú sâu kể lại từng cái chi tiết mà những người công an ta nghe sởn hết trơn da gà luôn, không có nghĩ là một con người có thể ác độc được tới mức như vậy. Cuối cùng thì vụ án này cũng đã được làm sáng tỏ rồi. Cái chú sâu đó là chú cũng bị kết án mà nghe nói là tử thú á, nên chỉ ở tù có 20 mấy năm thôi. Vợ con của chú sâu với tất cả những người trong dòng họ đều bàng hoàng, không có nghĩ một cái người á, nhìn có vẻ nho nhã thư sinh lại có thể giết người mà giết xong còn chặt xác như vậy nữa. Ai cũng hoảng sợ và ám ảnh cả. Chú sâu này ông nói đáng lẽ là ông trốn tội luôn rồi đó, mà vong hồn của cô Ánh cứ mỗi đêm về bóp cổ, rủ đi theo cổ, nên là chú sâu sợ quá đã quyết định đầu thú. Với lại thêm cái phần là đứa con gái nhỏ của mình nó cũng nhìn thấy và nó bị cái cô Ánh kia dắt đi nhiều lần nữa. Sau khi mà vụ án này đã được làm rõ rồi, người dân thỉnh thoảng cũng còn nhìn thấy vong hồn của cô Ánh cổ đi lướt ở trước cái khu vực của chỗ này là một cái giường mì. Ở cái vị trí giường mì này á, chính là nơi mà chú sâu kia đã xuống tay và chặt xác cái cô Ánh, chặt chia thành nhiều phần nhỏ khác nhau, là vong hồn của cổ cứ còn dớt dưỡng và bay lướt ở trên khu vực giường mì đó. Thì sau này á, chủ của giường mì nghe lại những người dân thấy vong hồn ở đó có ma đồ sợ quá, người chủ đã cho dọn sạch sang bằng luôn, không có cho trồng mì trồng cây cối gì nữa hết, để trống một khoảng thời gian. Cho tới hiện tại thì cái chỗ đó giờ là nhà cửa xây lên kín mít rồi. Đây là toàn bộ câu chuyện mà Như được chị Trang gửi lại cho Như. Như còn một câu chuyện nữa tính là kể cho quý vị luôn, mà ngày hôm nay Như kể ở ngoài ồn ào quá, nên là xin phép quý vị Như kể hai câu chuyện ngắn ngắn tới đây thôi ha. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Thiên Như. Như cảm ơn quý vị nhiều dữ lắm. Và nếu quý vị, ông bà, cô chú mình có những câu chuyện muốn gửi lại cho Như để đóng góp cho kênh á, thì quý vị có thể gửi lại thông qua Zalo, Facebook và Gmail Như để ở bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại cho Như thì Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước.
Nhớ mến chúc quý vị sẽ có buổi tối nghe chuyện thiệt là vui vẻ và thư giãn. Sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị nghe. Bye bye.